Và còn một cái tiết kiệm nữa mà tôi bật mí một chút nữa này, chúng ta tiết kiệm số lần đau ạ, chúng ta chỉ đau một lần rồi thôi ạ. Nhổ một chiếc răng khôn thì bao nhiêu tiền ạ? Đây là một câu hỏi mà tôi đã được nghe rất là nhiều rồi. Có rất nhiều nhiều người thắc mắc là chúng ta nhổ một chiếc răng khôn thì có tốn kém quá không? Có những bạn thì kinh tế tốt hơn một chút thì chúng ta không quá lo lắng về vấn đề này, mà chúng ta chỉ sợ đau hay là sợ gặp những cái biến chứng gì thôi. Nhưng có những bạn thì vừa lo về biến chứng lại vừa lo về giá nữa. Có những người thì răng mộc thẳng, có những người thì răng mộc nghiêng, có những người thì chọn phương pháp nhổ thường, người chọn phương pháp nhổ máy, có những người thì có răng một chân thôi, nhưng có những người thì có tận 2, 3, thậm chí là 4 chân. Tức là cái càng nhiều chân thì cái quá trình nhổ răng của chúng ta sẽ diễn ra một cách lâu hơn một chút này, hoặc là khó khăn hơn một chút, hoặc phức tạp hơn một chút. Có những người thì chân răng khá là thẳng, nhưng có những người chân răng lại cong. Có những người thì miệng của bạn há khá là hạn chế. Ví dụ như chúng ta đang trong một đợt viêm cấp thì chúng ta không thể há to được, và há to thì rất là đau. Có những bạn thì bình thường người ta đã há bé rồi, nhưng có những bạn thì há rất là rộng. Khi mà các bạn há rộng thì các bác sĩ sẽ làm một cách thuận lợi dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cũng rất nhiều yếu tố khác liên quan đến giá của một đợt chúng ta nhổ răng khôn nữa. Nhưng mà chắc chắn với các bạn một điều rằng khi mà chúng ta nhổ cả 4 chiếc trong một lần thì các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Đầu tiên đó là chi phí nhổ răng. Ví dụ chúng ta có những combo nhổ một răng, nhổ hai răng, nhổ ba răng, nhổ bốn răng, nó sẽ khác nhau. Khi mà chúng ta nhổ càng nhiều răng thì chi phí chúng ta càng tiết kiệm hơn. Nhưng mà có một cái chi phí mà chúng ta sẽ được tiết kiệm hơn nữa, đó chính là thời gian. Chúng ta chỉ cần một lần để nhổ răng thôi và chúng ta giải quyết được toàn bộ những vấn đề về răng tám. Nhưng có những bạn thì phải chia làm nhiều lần, chúng ta sẽ mất cái chi phí, chúng ta phải nghỉ làm này, nghỉ công việc của chúng ta, dẫn đến giảm chi phí về phần lương thưởng của chúng ta hàng ngày này. Cộng thêm một cái phần chi phí nữa, đó chính là chúng ta sẽ cần phải uống nhiều cái đơn thuốc. Ví dụ một đơn thuốc tốt cho chúng ta sau mỗi lần nhổ răng nó sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 300 nghìn. Chúng ta mà chia 4 chiếc răng cho cả 4 lần nhổ thì chúng ta sẽ phải uống 4 đơn thuốc. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhổ cả 4 chiếc trong một lần thôi thì chúng ta chỉ cần một cái đơn thuốc thôi. Đấy chính là những cái mà chúng ta có thể tiết kiệm khi mà chúng ta nhổ cả 4 cái trong một lần. Đầu tiên là tiết kiệm về chi phí nhổ răng này, tiết kiệm về thời gian này, và tiết kiệm về cái số lần uống thuốc cho các bạn ạ. Và còn một cái tiết kiệm nữa mà tôi bật mí một chút, đó này, chúng ta tiết kiệm số lần đau ạ, chúng ta chỉ đau một lần rồi thôi ạ. Chúng tôi không có phải là bắt buộc hay là chỉ định các bạn là phải nhổ một lúc cả 4 cái, nhưng mà chúng tôi khuyên nếu như các bạn đủ sức khỏe này, đủ điều kiện về kinh tế này, đủ điều kiện về mặt thời gian thì chúng ta hãy nhổ cả một lúc 4 cái luôn được ạ. Thực ra thì cái này nó là lựa chọn của mỗi người. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc chỉ định phụ thuộc vào, thứ nhất là phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này, phụ thuộc vào tình trạng răng của bệnh nhân này, phụ thuộc vào tình trạng mà thời gian cũng như là công việc của bạn có thể nhổ được cùng một lúc cả 4 cái hay không. Nhưng mà tôi sẽ đưa ra một cái lựa chọn phù hợp nhất, làm sao mà các bạn đảm bảo được cả công việc, cả sức khỏe và cả về cảm giác của bạn sau khi nhổ một cách an toàn, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các bạn ạ. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment tại đây nhé. Buổi sau chúng ta sẽ cùng giải đáp những cái vấn đề thắc mắc của các bạn ạ. Xin chào tạm biệt.